Vâng, xin chào tất cả các khách hàng của kênh Xưởng Bán Đồ Gỗ Tại Tận Gốc. Trong video ngày hôm nay thì Xưởng Bán Đồ Gỗ Tại Tận Gốc xin giới thiệu cho các bạn một mẫu hoàng gia cực kỳ đẹp mà cơ sở bên em vừa làm xong theo đơn đặt hàng của một anh khách hàng cũng là cửa hàng nội thất. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay video cho mọi người xem cái bộ sản phẩm hoàng gia hàng siêu đỉnh cao nhỉ. Hàng siêu đỉnh cao nha anh chị. Mình khẳng định các chị là các mẫu hoàng gia anh chị từng gặp trước đây thì chưa có bộ sản phẩm nào đẹp như này. Và cái bộ sản phẩm này là giá bán của nó thì nó sẽ rơi vào là 350 triệu anh chị nhá. 350 triệu cực đẳng cấp. Và vách tựa lưng thì tất cả là hàng ghép 3 và nguyên khối dày 10 phân, đục te hai mặt như nhau. Chân là chân 20, mặt tràn là 10 phân. Đấy, và mặt bàn rộng là ghép đôi, là rộng là 1m1 x 2m. Và được vén cong rất đẹp. Cái dáng của mặt bàn này các bạn nhìn thấy đây. Cái dáng của cái bàn nó đã thể hiện đẳng cấp rồi. Đây, và cái chân bàn cũng làm rồi, chân 20 nha mọi người nhá. Chân 20 hoàng gia nguyên khối. Bộ sản phẩm này thì nó là siêu đỉnh cao rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay gần chi tiết cho mọi người xem. Đây, đầu tiên mời mọi người đến với cái ghế đơn. Đây, cái ghế đơn kích thước từ dưới mặt đất lên là 1m4. Rộng là 1m07. Đây, hàng chọn gỗ chọn vân màu cực kỳ đẹp. Đây các mọi người nhìn đây. Mình hoàn thiện đây. Cái vách này nó chỉ có ghép 3 miếng thôi mọi người nhá. Một miếng ở ven này, một miếng ở giữa và một miếng ở bên này. Đây, hàng được đục bằng tay 100%, kênh bong hai mặt như nhau. Đây mọi người thấy đi, nhìn cái kích thước, cái độ cong đẹp của bộ này. Đây mọi người này, nhìn đây. Rất là đẹp, kênh bong. Và cái chương này dày 10 phân nhưng đục kênh bong hai mặt thì đây các bạn nhìn thấy đây. Đục kênh bong hai mặt nó chỉ còn có độ 7 phân thôi. Đục 10 phân nhưng đục còn 7 phân. Đây cái te đây, cái te đặc liền khối mọi người nhìn đây. Cái bản te đặc liền khối này được chọn gỗ chọn vân. Đấy, bình thường cái te nó rất là bé, nó chỉ đến tầm này thôi. Các hàng mà rẻ tiền trên thị trường mọi người nhá, nó chỉ đến tầm 280, nó chỉ đến đây thôi. Nhưng bộ này là nó dày tận 15 phân như này. Đấy, nguyên luôn, nguyên tấm vân rất đẹp. Đây, chân so cũng được đục bằng te. Chân trước cũng được đục bằng te luôn. Chân trước này làm tận 20 phân. Bình thường các hàng phổ thông này chân chỉ được làm là 16 phân thôi. Đây, cái chân bàn này cũng được làm 20 phân luôn. Đấy, bình thường cái chân bàn này chỉ làm độ 10 phân, 15 phân các anh chị nhé. Đây làm 20 phân đục. Đấy, các bạn nhìn này, những đường nét đục của cái bộ sản phẩm này. Đấy, yếm dạ cũng được làm bằng tay hết 100%. Cực kỳ đẹp. Đây, cái mặt tràn của ghế đây. Để cho anh chị xem đây, cái mặt tràn này còn được làm tháo lắp luôn nha anh chị nhé. Đây, tháo lắp đây, có thể tháo rời ra luôn cái mặt tràn này. Cực kỳ đẹp. Và cái ghế này của nó cao là 1m40, rộng là 1m07 và sâu tận 85 phân nhé. Anh chị nhá, sâu từ dưới từ trên dưới phủ bì là tận 85 phân. Cực kỳ dày dặn to cho quý khách hàng nào có phong cách tân cổ điển thì không cần phải nghĩ về cái bộ sản phẩm này. Đây các anh chị chiêm ngưỡng cái bàn đây. Đây các anh chị chiêm ngưỡng cái bàn này, nó rộng tận 2 mét phủ bì. Hơn 2 mét phủ bì và rộng hơn 1 mét 1 phủ bì và dài hơn 2 mét. Đây mặt bàn được đục các chi tiết tân cổ điển này. Rất là đẹp luôn, vân màu. Không có gì để chê đấy các anh chị. Đây ngắm đây, cái bàn này, cái mặt bàn này nguyên khối luôn, có thể tháo lắp luôn nhá. Tháo lắp luôn mặt bàn này, tháo lắp. Yêu cầu phải trình độ thợ mộc phải cực kỳ là đẳng cấp và cao mới có thể làm được cái mặt bàn tháo lắp này. Đây tiếp theo thì xin giới thiệu với các anh chị cái đoạn. Đây, mọi người xem qua một lượt đây, đường nét đục tinh xảo bằng te. Đây đường nét đục đây. Các anh chị có thể thấy nó gọi là vô địch luôn về đường nét. Đục bằng te. Và cái vách này cũng được làm nguyên khối gỗ và ghép rất ít, ghép chỉ tầm độ 4 đến 5 mảnh cái đoạn dài tận 2m6 này. Phủ bì cao từ dưới mặt đất lên là 1m67 phân và kích thước số đỏ lỗ ban, sâu là 85 phân. Đây cái mặt tràn đoạn đây, nguyên một tấm gỗ 10 phân mà cũng tháo lắp được cho các anh chị nhá. Tháo lắp được luôn. Đấy, te đọc đây, các bạn nhìn này. Cái te này lộ luột cái chân này. Anh chị nhìn thấy chân đoạn này. Đây, đấy những cái chi tiết đơn giản đây, như cái yếm tiền cũng được làm bằng te này. Yếm tiền làm bằng tay và trũng xuống tận đất luôn. Chân tiền này, anh nhìn thấy chân tiền rất đẹp. Nhưng điều các bạn không thể thấy được ở những bộ hoàng gia 180 triệu các bạn thấy. Có đẹp hơn rất là nhiều luôn. Nếu mà anh chị yêu thích hàng đẳng cấp mà không mà xem những bộ sản phẩm này thì chắc chắn là sẽ phải mang ngay về nhà mình. Đây, giới thiệu với anh chị đằng sau đây. Mặt sau đục như đằng trước đây, mặt sau của bộ ghế đây. Đục như mặt trước. Cực kỳ đẹp. Và cái mặt bàn này cơ sở bên em được thiết kế là tận cái bàn là 8 phân các anh chị nhá, để tránh trường hợp nó 10 phân thì nhìn nó thô quá thì mình làm 8 phân nhìn rất là dẻo, vén cong 4 bề. Đây cái bàn vén cong 4 bề các anh chị nhìn. Rất là đẹp và đẳng cấp luôn. Không phải nghĩ luôn. Đây đằng sau của ghế đây, em quay cho anh chị xem.
rất là đẹp. Đằng sau của bộ ghế đây, đây đằng sau của bộ ghế, đây đằng sau của cái đoạn này rất là đẹp và đẳng cấp đây, vô cùng đẹp đây các anh chị ạ. Nếu mà các anh chị mà yêu thích hàng đẹp và hàng đẳng cấp thực sự thì các anh chị xem cái bộ sản phẩm này thì không còn phải nghĩ đâu, vấn đề chỉ là có mua hay không thôi. Cực kỳ đẹp, rất là đẹp luôn, mình làm nên mình không nghĩ nó đẹp như này, rất là đẹp luôn. Đây cái dáng ghế nhá, mọi người nhìn cái dáng ghế đây, đây nó cong này, đây nó cong này, nó cong vắt luôn cả hai bên luôn, dẻo như bún luôn. Mà cái mặt tràn này còn làm rời luôn chân 20 này. Từ chân so đến chân trước này, mình quay đằng so cho anh chị xem. Nó cũng đã đẹp rồi, chưa nói đến đằng trước nhá. So nó đã đẹp rồi. Rất đẳng cấp. Đấy, mọi người có nhận xét gì về bộ siêu phẩm này thì hãy comment ở phía dưới video này. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này cho những người nào thích hàng đẹp thực sự thì xem bộ sản phẩm này. Mọi chi tiết mọi người hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại 0961940 hoặc qua trực tiếp cơ sở sửa mình là cạnh cây xăng Cầu Bài, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin chào.